Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả quý anh chị em. Ngày mới kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em nhiều sức khỏe. Thanh Phú đang có mặt tại thành phố Quy Nhơn. Đây là vườn cây của em bonsai Úc Thả. Khu vườn của em thì cũng có vài chủng loại cây. Nói chung là tầm cũng 2 người bê. Có cây thì cũng lớn hơn và cũng có một số mini. Hàng trang trí bàn trà. Thì hôm nay Thanh Phú đến vườn, em cũng có chia sẻ vài tác phẩm gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em yêu cây trên cả nước. Quý anh chị em xem cho hết video và đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi những video kế tiếp. Rồi, sau đây kính mời quý vị cùng anh chị em xem video. Chào em. Dạ, chào anh Thanh Phú và chào tất cả quý anh chị em. Ngày mới dồi dào sức khỏe và nhiệt huyết với tình yêu bonsai. Vườn của em là ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hôm nay em chia sẻ cho quý anh chị em vài tác phẩm bonsai vườn nhà. Và trước tiên là em sẽ chia sẻ quý anh chị em là một cây phi lao nha anh chị em. Cây phi lao nhìn giống như là một con quái vật anh chị em. Đường thân, đường hoa nó đi rất là uyển chuyển nha anh chị em. Rất uyển chuyển và dịu dàng. Em sẽ xây một vòng cho quý anh chị em đã xem và giao lưu. Cây rất là đẹp nha anh chị em. Cây này nuôi cũng thuộc rồi nha anh chị em. Anh chị em là sở hữu giờ là chỉ có chơi thôi. Có Riêng đường đường thân đẹp. đặc tính cái cây phi lao này anh chị em cứ tưới nước nhiều và đỡ ngoài nắng là cây nó rất là phát triển. Rất là tốt. Và em sẽ xây một vòng, em sẽ dừng lại, em sẽ báo cho anh chị một cái kích thước để anh chị giao lưu. Cây nó cao khoảng 40 anh. Cao 40. Tàn của nó là 45 luôn. Là 55. Và anh sẽ đo cái bạn này cho quý anh chị em đó xem. Tổng cái đế 80. 80 tổng đế. Trang trí cái chậu này cũng đẹp. Cái chậu nó là 30. Chậu 30 vuông. Dạ, và em sẽ xem một vòng, em sẽ báo cho quý anh chị em một cái giá yêu thương để giao lưu tại vườn là 3 triệu 500 nghìn đồng. 3 triệu 500 cho tác phẩm phi lao. Em có xếp hàng toàn quốc cho anh chị em. Anh chị em nào có tác phẩm phi lao này thì cứ liên hệ em qua số điện thoại trong hình. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu với quý anh chị em là một cũng là một con phi lao nha anh chị em. Cái phi lao này nhìn rất là đẹp, cũng rất là dương. Đường thân anh đi cũng rất là uyển chuyển nha anh chị em. Nói chung là em làm cũng đã thuộc rồi, để em xem một vòng là cho quý anh chị em đỡ xem và giao lưu. Cái này anh chị em là sở hữu giờ là chỉ có chơi thôi. Đường thân nó rất là đẹp nha anh chị em. Dáng là giống như chữ chữ S đẹp. Cây cảnh cũng đã thuộc hết rồi. À, em xem một vòng em sẽ báo cho quý anh chị em một cái kích thước anh chị em đã sở hữu và giao lưu. Đây nó cao khoảng 65 anh. Cao 65.
Tàn của nó là cũng là 65 luôn. Tàn cũng 65. Để em sẽ đo ngay chỗ cái hoành bờ này cho quý anh chị em xem. Là 3, 39. Cái đo cái chậu. Chậu phun bi là 40. Này quý anh chị em giờ sở hữu về mình thay một cái chậu đẹp hơn. Dạ. Chậu này còn chậu xi măng. Dạ, đã chưa thay cái chậu. Trên một vòng em sẽ báo cho quý anh chị một cái giá yêu thương. Các anh chị đại tử là 3 triệu 500 nghìn đồng. 3 triệu 500 Em có giao lưu tại vườn và em có chiếc hàng toàn quốc nha anh chị em. Anh chị em đã mất đất Thẩm Dương này thì cứ liên hệ em qua số hội cho mình. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu với quý anh chị em là một cây xanh nha anh chị em. Cây xanh vua Bình Định, nhưng mà cây xanh này cũng rất là dài nha anh chị em. Cây xanh này nằm trong một cái chậu cũng khá là lâu nha, nhưng cái xanh nó ôm cái nọng nó rất là đẹp nha anh chị em. Cái nọng này cây rất là già, già nó trắng luôn nè anh chị em. Em sẽ xem một vòng em sẽ cho anh chị đó xem. Cây đây thì chỉ có giờ đỡ bằng trà hay là bằng làm việc cũng rất là đẹp nha anh chị em. rít Dạ. rít chậu Cây đây khá là đẹp, đường thân đi rất là uyển chuyển. Và em sẽ xây một vòng em sẽ báo cho quý anh chị em kích thước cho anh chị em để giao lưu. Một cây xanh con lên nha anh chị em, nuôi một cây xanh con như này cũng mất rất là nhiều thời gian này. Chiều cao của nó là 46 45. cao 45 Tàn của nó là cũng 45 luôn. 45. Dạ, em sẽ đo ngay chỗ cái hoành bờ cho quý anh chị em đã xem này. Là 64. 64. Đã trên cái cổ đó. Dạ, trong cái chỗ đó nha anh chị em là 22 23. Em sẽ đo cái chậu lục giác cho anh chị em đã xem là 30. Và em sẽ xem một vòng em sẽ báo cho quý anh chị một cái giá yêu thương để giao lưu tại vườn là 3 triệu 700 nghìn đồng. 3 triệu 700. Dạ. Anh chị em là bán tác phẩm xanh này thì cứ liên hệ em qua số hội trong hành. Và tiếp theo em sẽ cũng sẽ giới thiệu với quý anh chị em là một cây xanh nữa nha anh chị em. Xanh này cũng khá là già, một cây xanh con lên nha anh chị em. Em sẽ xem một vòng em sẽ cho anh chị đó xem và giao lưu. Đường thân đi rất là uyển chuyển nha anh chị em, không cháy có một chỗ nào đó nha anh chị em. Là một cái cây xanh cũng mất rất là nhiều thời gian rồi anh chị em. Cái này cũng đã thuộc rồi, anh chị em là sở hữu chỉ có đem về chơi thôi. Đường thân đường o nó đi làm một cái co này cũng mất rất là nhiều thời gian anh chị em. Nằm trong một cái chậu Trung Quốc cũng khá là đẹp. Và em sẽ dừng lại em sẽ báo cho quý anh chị em một cái kích thước để cho anh chị đỡ giao lưu. Liền cây Dạ. Cây cao là khoảng là 37. Tàn của nó là 35. 35. Dạ, em sẽ đo cái hoành đỡ cho quý anh chị em đã xem là 40. Cái 40. này ở dưới đây là nó ôm sát chậu hết rồi nha anh chị em. Ôm mà thích chậu. Dạ, cái chậu nó có hơi bị nứt. Chậu này nó bị rạn. Và em sẽ xem một vòng em sẽ báo cho quý anh chị em một cái giá yêu thương để anh chị giao lưu 4 triệu 700 nghìn đồng. Em có giao lưu tại vườn và em có ship hàng toàn quốc nha anh chị em. Anh chị em nào mất tác phẩm xanh này thì cứ liên hệ em qua số điện thoại trong hình. Cây xanh này đáng để sưu tầm anh chị em. Cây xanh này thì dáng nó hồi đầu anh chị em rất là đẹp, rất là đẹp. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu với quý anh chị em là một cây cần thanh anh chị em. Cây cần thanh này khá là quái. Anh chị em nào sở hữu cây cần thanh này giờ là chỉ có chơi thôi. Cây cần thanh này em làm cũng khá là lâu rồi mà nó thua hết rồi nha anh chị em. Và em sẽ lại xây một vòng nữa cho anh chị đấy xem và giao lưu. Cây cần thanh này đáng để sưu tầm nha anh chị em. Thân đẹp. Dạ, mấy chỗ này nó quái lắm nha anh chị em. Bộ tàng cũng khá dày. Dạ. Anh chị em là sở hữu chỉ bỏ bàn làm việc là rất là đẹp, là đỡ trong nhà mình bỏ cái bàn mình vừa uống cà phê và vừa ngắm cây cũng khá là đẹp nha anh chị em. Và em sẽ đo cho anh chị đỡ giao lưu. Cây cao 45 anh. 45. Dạ.
tàn của nó cũng là 45. Và anh sẽ đo cộng hòa cho quý anh chị em đã xem nè, To 33. 33 quả. Và cái chậu vuông nha anh chị em, chậu vuông là 24. Và em sẽ xây một vòng, em sẽ báo cho anh chị một cái giá yêu thương để cho anh chị giao lưu là 5 triệu nha anh chị em. 5 triệu. Em có giao lưu tại vườn, em có ship hàng toàn quốc nha anh chị em. Chị em nào muốn tác phẩm cần thân này cứ liên hệ em qua số điện thoại trong hình. Tại khá quá. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu với quý anh chị em là một cái sâm nha anh chị em. Sâm trái. Dạ, một cái sâm trái. Cái này khá là già nha anh chị em. Nuôi cũng khá là lâu rồi. Và em sẽ xây một vòng cho quý anh chị em đó xem và giao lưu. Cây sam này nó già nó lên nu hết nha anh chị ạ. Nu. Dạ. Đấy, rất là đẹp. Trái nó chín cây luôn nha anh chị ạ. Anh chị em nào mà sửa cây sam bây giờ bỏ ăn cà là xấu cà những cái cây sam này làm lắp rất là đẹp. Đứng cây nó nu toàn cây nha anh chị ạ. Các em nuôi cũng khá là lâu rồi. Chàng dâm nó là nói chung là em làm cái đây chỉ có sở hữu rồi chỉ có chơi thôi, còn ngoài ra không làm gì nữa nha anh chị em. Thân nó xì u cục. Và em sẽ thêm một vòng, em sẽ cây đo cái kích thước cho anh chị em đó xem và giao lưu. Cây to, cây nó cao khoảng 35 mươi lăm ạ. Cao 35. Tàn của nó là 70. Tàn 70. Em sẽ đo ngay cho cái bàn là đỡ cho quý anh chị em đã xem là 50. 50 đo ngay cổ đó luôn. Em sẽ đo ngay cổ là 25 anh. 25. Cái chậu của nó là cái chậu của nó là 32. Chậu 32. Em sẽ xem một vòng, em sẽ báo cho quý anh chị em một cái giá yêu thương để giao lưu là 17 triệu nha anh chị em. 17 triệu cho tác phẩm sam trái. Em có giao lưu tại vườn mà em có chiếc hàng toàn quốc. Anh chị em là mất tác phẩm sam này thì cứ liên hệ em qua số điện thoại trong hình nha. Trái rất là già, rất là đẹp nha anh chị em. Trái này đáng để sưu tầm. Trái cục. Và tiếp theo đây em sẽ giới thiệu với quý anh chị em là một con hai trâu nha anh chị em. Một con hai trâu lá nhỏ. Mà cây hai trâu này là chín thân nha anh chị em. Liền một khối luôn. Cây này là khoảng hai người bưng nha anh chị em. Hai người bưng nặng này. Dạ. Cái cây đây cũng khá là to. Nhìn nói chung là nó cũng đã thuộc hết rồi nha anh chị em. Anh chị em là sở hữu giờ thì muốn đẹp thì thay một cái chậu đẹp đẹp nữa thì cây đây rất là đẹp. Và em sẽ xây một vòng. Cây này nó liền một khối nha anh chị em. Chín thân nha. Dạ. Đây khá là dương. Rất là to. Dạ, tìm một cây mà chín thân cũng rất là hiếm nha anh chị em. Nguyên một bánh đó, mấy cái gỗ đó là gỗ rất là chắc nha anh chị em. Gỗ lũa này. Lũa rất là chắc. Đây khá là đẹp. Tây tàng là ổn định. Cái này đáng để cho quý anh chị em đỡ sưu tầm. Ra đây chờ thì nó đổ trái nữa thì rất là đẹp nha anh chị em. Và em sẽ xây một vòng, em sẽ đo và cho anh chị em đỡ giao lưu. Rồi em báo kích thước rất duyên dáng cho một tác phẩm hai châu. Chín thân. Ra đây cao là 70 anh. Cao 70. Liền một khối. Tán của nó là 90. Tán là 90. Em sẽ đo cái quần đó cho quý anh chị em đã xem và giao lưu là 80 em. Hoành 80. Dạ. Cũng khá to. Dạ. Và cái chậu của nó là 37. Chậu 37, chậu vuông. Dạ. Quý anh chị em về thay một cái chậu đẹp hơn. Đây rỡ nó, cái cọng rỡ nó là sát bên chậu luôn nha anh chị em. Mấy cái đây là sát bên chậu luôn. Cả đây cũng khá là lâu rồi. Và em sẽ xem một vòng, em sẽ báo cho quý anh chị em một cái giá yêu thương
Và cho chị đã giao lưu là 9 triệu 500 nghìn đồng. 9 triệu 500. Em có giao lưu tại vườn và em có ship hàng toàn quốc anh chị em. Anh chị em nào mất tác phẩm hay trong này thì cứ liên hệ em qua số và cho mình. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu với quý anh chị em là một cây hải châu nữa nha anh chị em. Cây này thì bộ tàn nó rất là ok rồi. Anh chị em nào sở hữu vừa là chỉ có bỏ bàn trà rất là đẹp. Cây này rất là duyên nha anh chị em. Cây này cũng khá là quái. Nó có cái cầu vắt ngang qua nè anh chị em. Và em sẽ xây một vòng cho quý anh chị em để xem và giao lưu. Cây này khá là quái nha anh chị em. Rồi, em sẽ xây còn sẽ báo cho quý kiếm cái kết thúc liền là sao em liền dạ, nó liền một qua một cái cầu nữa anh, nó giống như là ông anh đang bắt tay với thằng em á, sẽ báo cho cái kết thúc. Chiều cao của nó là khoảng 37 anh, cao 37, tán của nó là 50, tán 50. Anh sẽ đo cái bờ lên cho quý kiếm đó xem và giao lưu là 50 55 anh, 55 khá to dạ. Cái chậu của nó là chậu chỉ nhập cho anh chị em, chậu đẹp, chậu của nó là 40 40 45, 40 25. Dạ em sẽ thêm một vòng, em sẽ báo cho quý anh chị em một cái giá yêu thương để giao lưu là 3 triệu nha anh chị em. 3 triệu. Dạ em có ship hàng toàn quốc nha anh chị em. Anh chị em nào muốn tác phẩm hải châu này thì cứ liên hệ em qua số và tâm hình. Cái này khá là đẹp. Và tiếp theo sẽ giới thiệu với quý anh chị em là một cây hải châu nha chị em. Cây này thì cũng tương đối thuộc vào nha chị em, tầm mini. Dạ tầm mini bỏ bằng trà nha chị em. Em sẽ xem một vòng em cho quý anh chị em xem và đỡ giao lưu. Cây này cũng khá là dài nha chị em, khai thác giờ nuôi nó cũng lâu rồi, để to. Dạ, cây này chiều cao là 40, cao 40. Dạ tàn của nó là 45 anh, tàng 45. Dạ, em sẽ đo cái quần đó cho quý chị em đã xem và giao lưu là 30. 30. Là ở khúc trên nha chị em. Ở khúc dưới là nó ôm sát chậu luôn nè. Nha. Em sẽ xem một vòng, em sẽ báo cho anh chị em cái giá yêu thương cho anh chị em để giao lưu là 1.200.000 đồng. 1.200.000. Dạ, em có giao lưu tại vườn và em có ship hàng toàn quốc nha anh chị em. Anh chị em nào muốn tác phẩm hải châu này thì cứ liên hệ em qua xuống vào trong hình. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu với quý anh chị em là một cây khớ nha anh chị em, cây khớ chua nha anh chị em. Cây khớ này nó rất là to, khoảng 2 người bưng nặng nha anh chị em. Cây này rất là quái. Cây này cái bộ đớ như bộ nói chung là đường thân đi cũng rất là uyển chuyển nha anh chị em. Anh chị em là sở hữu cây khớ này giờ chỉ chờ ra trái nó là chơi nó rất là đẹp. Cây rất là quái nha anh chị em, đường thân đi riêng ở dưới đây nó có một cái bạn tục nữa nha anh chị em, nguyên một cái tục này rất là đẹp này. Em sẽ xem một vòng cho quý anh chị xem và đỡ giao lưu này. Cây rất là ngồi thuộc nha anh chị em, vô một cái chậu đây, nói chung là chậu đây cũng cũ chứ mà cũng chưa xưa lắm nha anh chị em, chậu cũ. Dạ cây là quái, rất là quái. Anh chị em sở hữu ở đây vừa chơi cũng khá là hợp lý. Cái đá để sưu tầm nha anh chị em. Em sẽ đo cho quý anh chị em một cái kích thước để cho anh chị để giao lưu. Cái rất là quái. Kiếm một cây này, một cây khớ dáng quái này cũng rất là khó nha anh chị em. Sưu tầm một cây này chiều cao của nó là 100 à. Cao là 1 mét. Dạ. Tàn của nó là 75. Tàn là 75. Em sẽ đo cái quần đớ cho quý chị em được xem. Quần đớ nó là 100 anh. Quần đế là 1 mét. Dạ. Vô một cái chậu tròn này là chậu tròn này là 60 anh. Em đo ngay cái đoạn đây đi. Dạ, đoạn này không anh? Cho anh em xem nữa là bao nhiêu? 45 anh. 45. Dạ, cái này khá là to nha anh chị em. Thì một cái to một quái như vậy cũng khá là hiếm. Hai người bưng nặng quý vị. Dạ. Em sẽ xây vài vòng rồi em sẽ báo cho quý anh chị em một cái giá yêu thương
để giao lưu. Và em sẽ giao lưu tác phẩm khớ này là 15 triệu nha anh em. 15 triệu. Dạ, em có giao lưu tại vườn và em có chiếc hàng toàn quốc nha anh chị em. Anh chị em nào bán tác phẩm khớ này thì cứ liên hệ em qua số mà cho mình. Để đáng đỡ sưu tầm anh chị em. Không quá cũng cục đây với sưu tầm. Rất là đẹp. 15 triệu cho một tác phẩm khế. Dạ. Tác phẩm cây khớ quái em cũng xin dừng video. Cảm ơn anh Thanh Phú và anh chị em yêu cây cảnh bonsai. Em xin chúc sức khỏe anh chị em. Hẹn anh chị em video kế tiếp. Em xin chân thành cảm ơn. Rồi, chào em. Dạ, chào. Rồi thì video cũng khá dài. Thanh Phú cũng xin phép tạm dừng. Một lần nữa trân trọng cảm ơn toàn quốc. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông. Có chữ tất cả, bấm vào đó để xem những video kế tiếp Thành Phú đăng lên. Rồi trân trọng cảm ơn, xin chào quý vị.